Khi mua Mitsubishi Attrage trong tháng 9 này, khách hàng sẽ nhận được ưu đãi hấp dẫn. Hiện giá niêm yết của Attrage phiên bản MT là 380 triệu. Phiên bản CVT có giá 465 triệu. Nếu muốn sở hữu phiên bản CVT Premium, khách hàng cần chi ra số tiền 490 triệu đồng. Xe đen hạng B này sẽ phải cạnh tranh với hàng loạt đối thủ như Toyota Vios Hyundai Accent, Honda City, Kia Soul Mazda 2 Sedan. Khi mua AC phiên bản MT trong tháng 9 này, khách hàng sẽ được ưu đãi 100% thuế trước bạ trị giá 38 triệu, tặng kèm camera lùi trị giá 2 triệu rưỡi và phiếu nhiên liệu trị giá 8 triệu. Phiên bản CVT được tặng 50% thuế trước bạ trị giá 23 triệu, phiếu nhiên liệu 9 triệu và tặng anten vây cá mập giá 1 triệu rưỡi. Phiên bản CVT Premium cũng nhận được ưu đãi tương tự nhưng tổng số tiền lên tới 36 triệu. Ate sử dụng ngôn ngữ thiết kế dynamic siêu độc đáo với diện mạo hoàn toàn mới. Xe sở hữu kiểu dáng mạnh mẽ, hiện đại, năng động. Phần đầu đặc trưng với hai thanh trang trí mạ chrome hình chữ X, lưới tản nhiệt với đường viền màu đỏ giúp tăng nét trẻ trung và hiện đại cho xe. Điểm nhấn trong thiết kế đầu xe Ate 2020 là hệ thống đèn chiếu sáng phía trước billet dạng thấu kính, không chỉ tăng tính thẩm mỹ đẹp mắt mà còn giúp hiệu quả chiếu sáng tốt hơn. So với đời cũ, thân xe kéo dài hơn 60 mm trọng lượng không tải của phiên bản MT là 875 kg, còn phiên bản CVT có cân nặng 905 kg. Bộ vành hợp kim đường kính 15 in, dung tích bình nhiên liệu 42 lít, đuôi xe cùng cản sau mới, mở rộng ra hai bên giúp xe trông chắc chắn hơn. Đặc biệt, đèn hậu LED thiết kế mới đặc trưng mang lại ấn tượng mạnh cho phần đuôi xe. Ngoài ra, xe còn được trang bị đèn phản quang nằm dọc và chi tiết giả bộ khoách tán gió dưới cản sau được thiết kế mới. Ngoài ra, AC được trang bị thêm anten vây cá mập dạng trang bị tùy chọn giúp tăng thêm tính thẩm mỹ cho xe. Nhờ bố trí khoang động cơ thông minh, tiết kiệm diện tích, không gian nội thất của AC nhờ vậy được mở rộng mang đến sự rộng rãi thoải mái cho các hành khách. Khoang xe được thiết kế mở rộng diện tích tối ưu, chiều dài nội thất lên đến 2002 mm dẫn đầu trong phân khúc, đảm bảo đem lại cho hành khách sự thoải mái và tiện dụng cao nhất. Khoang để hành lý có dung tích lên đến 450 lít có thể chứa hành lý lớn cho những chuyến đi chơi xa. Ngoài ra, AC mới được trang bị nút bấm mở cốp đặt bên ngoài thay cho kiểu tích hợp, vào tay nắm cửa, giúp dễ dàng mở cốp khi đang mang vác nhiều đồ đạc cồng kềnh. Ghế ngồi được bọc da sang trọng. Vô lăng ba chấu bọc da, tích hợp các nút bấm, điều hòa tự động, tiện nghi cho hành khách sau như tựa tay với hốc để ly, ba tự đầu cho hàng ghế sau điểm nâng cấp đáng chú ý, cho AC còn ở hệ thống giải trí, với màn hình 7 in kết nối Android Auto Apple, CarPlay với khả năng kết nối hai điện thoại cùng lúc và đạt chuẩn Hi-Res Audio. Sức mạnh đến từ động cơ xăng dung tích 1.2 lít. Động cơ này sản sinh công suất tối đa 77 mã lực mô xoắn cực đại 100 nm, tơn mét hộp số sàn 5 cấp hoặc tự động vô cấp CVT. Tốc độ tối đa của phiên bản số sàn là 172 km h mức tiêu hao nhiên liệu ở đường hỗn hợp là 5 lít cho 100 km. Phiên bản hộp số CVT sở hữu vận tốc tối đa 170 km h mức tiêu thụ nhiên liệu ở đường hỗn hợp là 5 lít 3 cho 100 km. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn